Hello, xin chào mọi người đến với Kada Kuban này, Kada bên mình nha. Nay tiếp tục xe tại Kada bên mình sẽ hoàn thiện cho anh em đây. Đây là chiếc xe vô lăng cầu đẩy, vô lăng cầu trượt nhá. Nhưng mà xe này là chạy tời lớn nha mọi người. Nói chung là tời hàng lớn tí. Đấy, đây quay cho anh em xem. Xe này là tời lớn nhá. Kiểu cáp chassis dày là 8 ly. Còn kiểu cắp là có thể kéo cắp 10, cắp 12 có thể kiểu được 80 mét nhá anh em. Đây, đồ rộng sexy rất là rộng này. Đấy. Lùa sexy rất là rộng nhá. Đây. Khổ vì của nó là rơi vào 340 nhá mọi người. Sexy này là này mình sẽ quay cho anh em đã hoàn thiện xe này. Đấy. Dạ bao nhiêu chẳng. Xe là đầy đủ hết nha mọi người, cầu trượt. Chạy bằng thang cơ. Đây. Cầu 2 tấn rưỡi này chạy thang cơ nha. Đấy. Đây mình đã tranh thủ làm xong xuôi trong từ sáng để hoàn thiện cho anh em hôm nay đã giao xe nha. Đây. Tình thế buổi chiều giao xe luôn. Xe nói chung là mọi thứ đều ok mọi người. Đấy. Mạch đề rất là mạnh. Đề không cần bao bè nha mọi người, đề mạnh lắm. Đấy. Đề này là bên mình làm nâng cấp thêm nha. Đề rất là mạnh nha mọi người. Có đề xi nhan đầy đủ nha. Đó, có chạy phải hơi luôn. Okay. Xe nói chung là mày thử ok nha mọi người. Xe này, chiếc xe này làm xong xuôi như vậy là hoàn thiện là 110 nha anh em. Tại vì vật tư bữa nay cũng lên giá rồi, báo giá cho anh em luôn. Xe còn trượt mà chiếc xe như này là giá hiện tại nếu mà anh em đặt đóng làm là 110 triệu nhá, là nguyên chiếc luôn anh em. Xe còn trượt, còn nếu mà cầu đẩy là 160 là xe chắc chắn luôn, vẫn là nguyên chiếc. Thêm cầu đẩy 160, nếu mà thêm ben là anh em làm thêm bên mà xe làm chắc chắn là bữa nay là 188 nha anh em. 178 xe đầy đủ luôn, vô lăng cầu đẩy bên là xe làm chắc chắn đầy đủ hết, trời lớn. Máy là máy anh em lựa máy nào cũng được hết, giá là tầm đó nha mọi người. Đây là các trời. Trời này là xài nhau hộp bắp nha anh em. Tại vì xe này là cầu trượt nên không làm cái giá đỡ của tôi nhá. Tôi có tôi là này kéo được bình thường, tại vì nâng cấp rồi. Anh em nào nhu cầu là mua xe, đặt xe sang năm anh em có thể liên hệ tại Gara bên mình nhá. Còn năm nay là bên Gara sẽ hoàn thiện, sẽ hoán lại nhẫn đóng xe, tại vì số lượng quá tải rồi mọi người. Thì anh em mà xe anh em mà chưa tới lượt anh em có thể cố gắng đợi chờ. Khi nào mà tới lượt thì mình sẽ review thông báo cho anh em nha. Chủ xe nào là mình sẽ thông báo cho. Còn chiếc này là hoàn thiện rồi nhá. Anh em, chiếc này là sẽ giao bên anh chủ xe bên kia là Bôn Cư. Còn chiếc bên này là mai sẽ hoàn thiện về bên Tora. Bên Chua. Không phải, nhầm. Xe này là bên Tora nhá. Ở Crong Pách á. Gần e cao hay gì đó bên Tara nha mọi người. Đấy, km 62 gì đó. Hôm nay là anh em đang làm phần đầu nhá. Xét này là hôm nay anh em đang làm phần đầu, còn mai là ráp đầu. Mai ráp đầu xong xuôi là sơn lại mốt là anh em có thể ra lại xe nha. Xe bên em Tara. Và ngày mốt kia nữa là sẽ hoàn thiện tiếp một xe bên Enao nha. Xe của anh bên Enao. Đấy. Trong tuần này là Gara bên mình giao xe là 6 chiếc nha mọi người. Đây là chiếc thứ 3 nha. Về hôm bữa là 2 chiếc rồi. Hôm bữa mình quay một chiếc là về do trời tối nên không kịp, không có thời gian để quay cho anh em xem. Tại vì xe này là xe thứ 3 nha, thứ 3. Còn cái này là thứ 4 này. Còn ở trong là thứ 5. Trong tuần này là 5 chiếc sẽ ra về luôn. Còn tuần tới sẽ 3 chiếc ra về trước. Tại vì anh em nó làm nó không thể nhanh được. Còn tốc độ làm là anh em rất là cố gắng rồi.
Còn thời gian chấm tế là nó tùy thuộc vào mọi anh em làm thôi. Nhiều khi là anh em làm có ngày nó nhanh hơn, có ngày nó trễ hơn thì cái đó không ai bắt buộc được. Tại vì nhiều mấy bữa nay ông chủ cũng bị ôm đau nhiều lắm, còn mấy anh em thợ nó cũng nhiều bị ôm đau hoài. Tại vì thời gian mà anh em thi công làm nó rất là trễ. Nói chung là nó cũng nhanh được, cũng tăng tốc được. Đấy. Ok, mọi thứ xe là xong nè. Với lại chờ chủ xe nó về là may rất là khỏe nha. Ông đây nào thực đây là đẹp tầng là quần ẻ tắc cho lợi tắc lợi tắc dạ là đúng tu là đó tắc là đúng tu là tắc á. Nó có nhiều mô đa đó cái gì đi thường thường là rất đẹp lại rất đẹp lợi là nhiều ngực nha ông khơi khoạ lò ông đây như plak vịt luôn là bây giờ ông tắc đề ông tắc là tắc một là tinggal nyentuh tang bro, bolang nhẹ lắm, nggak lah, nhẹ lắm mọi người, bolang nhẹ tưng mà, ngón tay vẫn xoay được, hơi sẽ đạt điểm, hư mà, đấy, ngón tay nó hơi dính tí tại vì đất bê tông, nhưng mà nó rất là nhẹ nha, rất là nhẹ, ok, rồi hẹn anh em. Chờ đón xe của mình tiếp theo nha. Chào anh em. Chào tất cả bà con ở Đắk Lắk mình. Tất cả mọi miền Tổ quốc. Anh em ở vùng sâu vùng xa nhu cầu mà muốn đón xe liên hệ tại gara mình sang năm nha. Sang năm bên gara mình sẽ đón nhận tiếp đón xe cho anh em.